quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Người dân miền Nam được hưởng tự do, dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam. Thế là họ đẩy dân miền Nam xuống bờ vực thẳm. Người bị bắt đi tù cải tạo, người bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước độc, người bị cướp đoạt tài sản. Với cái tư tưởng hà khắc của thuyết Cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, đói khổ sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn chế độ Cộng sản đi tìm tự do. Trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương, họ phải trải qua bao bão tố, phong ba, hải tặc, cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả. Viễn cảnh hãi hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ. Cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện của một chuyến vượt biên đầy gian nan. Chiếc thuyền chở 51 người xuất phát từ Vàm Rầy, Hà Tiên vào tháng 5 năm 1990, chạy trốn chế độ Cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp bão, hết bão thì thuyền gặp hải tặc Thái Lan, chúng cướp của và bắt đi phụ nữ đẹp trên thuyền. Số còn lại, hải tặc Thái Lan kéo thuyền vào một hòn đảo của Campuchia, rồi họ được hải quân Campuchia đưa vào đất Miên. Họ phải trải qua những ngày tháng vô cùng gian khổ trên đất Miên, mỗi người chạy mỗi nơi. Cuối cùng 51 người chỉ còn vài người sống sót. Có người về Việt Nam thì bị chính quyền Việt Nam truy bắt nên vượt tiếp qua trại Galang của Indonesia. Câu chuyện có tiêu đề ký ức về chuyến đi vượt biên không thành lần thứ hai trong đời, tác giả Phạm Thắng Vũ. Mời quý thính giả lắng nghe tiếp phần 9. Người trên cabin xe gồm cả tôi là 5 người lái xe, và người dắt tôi đến xe này ngồi ở băng ghế trước. Băng sau là tôi và hai người nam nữ ngồi chung. Xe chạy mà không ai nói gì với nhau cả. Họ đang nghĩ về những gì vừa xảy ra cho đoàn xe, tôi chắc thế. Còn tôi thì cũng vừa nghĩ về những giây phút trôi qua với ông lớn và xa rét. Hai người nam nữ ngồi cạnh tôi chắc là một cặp vợ chồng. Họ và tôi chỉ chào nhau một lần khi trèo vào cabin xe, rồi sau khi xe chạy thì cả hai bắt đầu ngủ. Hai người ngồi bắn trước cũng không nói chuyện gì hết. Tôi nghĩ ông lớn đã nói cho những người Khmer này biết tôi không nói được tiếng Khmer. Còn họ thì ngược lại, không biết ông lớn gợi gắm tôi cho họ như thế nào đây. Tôi muốn bắt chuyện với họ mà đành chịu. Nước Khmer sau khi bộ đội Việt Cộng rút về chỉ một thời gian ngắn mà nay phát triển thấy rõ. Khi còn ở bên quê nhà, tôi đã thấy người dân Việt bắt đầu dùng những chiếc xe Honda cánh én cũ rích mà người ta gọi là xe cúp nghĩa địa nhập từ ngoại quốc về. Hôm nay tôi mới biết những xe này nhập cảng vào Khmer, rồi được các lái buôn tập trung lại để chuyển về tiêu thụ tại Việt Nam. Khi còn ở Komponsong, tôi đã thấy người dân Khmer không ai dùng loại xe cúp cánh én này nữa cả. Đa số họ dùng loại xe Honda Dream, hay tệ hơn thì cũng là loại Suzuki 100. Có lẽ Họ chê hông đa này nhỏ, chỉ có 50 phân khối cylinder và trông không đẹp mắt. Đời sống người dân Khmer như vậy khá hơn dân nước Việt. Đường càng về gần Phnom Penh thì càng ít hư hỏng hơn, và tuy xe chở nặng nhưng tốc độ chạy rất nhanh. Xe của Nhật chế tạo có khác. Số chốt kiểm soát của ông lớn và xa rét thì tôi không còn thấy thêm các chốt chặn của lính Khmer nữa. Cảnh vật hai bên đường, nhiều nhà dân hơn, tuy vẫn còn thưa thớt. Rồi đoàn xe đi vào một trạm kiểm soát của công an và quán thuế Khmer. Tôi đã thấy lại những chiếc xe đò, xe chở hàng hồi sáng khi còn ở bến xe Kompong Son đang đậu dọc bên lề đường để chờ nhân viên đến xem xét. Có khá đông người Khmer bán hàng rong với chung quanh xe, rao bán hàng y như các trạm kiểm soát bên Việt Nam vậy. Trong thấy đoàn xe, những người bán hàng rong này chạy vội đến ngay. Tiếng rao hàng vang vang chung quanh xe, nhưng một nhân viên mặc đồng phục quán thuế đi đến hướng dẫn đoàn xe chạy vào một lối riêng khác mà những người bán hàng rong không được theo vào. Đoàn sẽ chạy dọc theo lối đi riêng này rồi từ từ ngừng lại. Người Khmer mặc áo thun màu mỡ gà cùng với người Khmer của đoàn xe khác xuống xe, đi vào trong gian nhà nhỏ dưới một tàn cây khá lớn gần đó. Trong chốc lát, những người này quay lại xe và đoàn xe tiếp tục chạy tiếp. Xe chạy ngang phía trường Bóc Chân Thông, những chiếc máy bay dân sự cánh quạt đậu yên trên phi đảo gần hàng rào kẽm gai sát vệ đường. Cảnh không khác hình ảnh của phi trường Tân Sơn Nhất, ngay khu vực gần Bà Quẹo của quận Tân Bình. Gặp phi trường Bóc Chân Thông thì Phnom Penh cũng chẳng còn bao xa nữa. Tôi sẽ gặp thành phố Phnom Penh chỉ trong chốc lát nữa thôi. Hồi còn thơ ấu bên quê nhà, tôi từng nghe ba tôi kể thời ông Thiệu có những người dân Sài Gòn dùng xe mô tô bình bịch chạy từ Sài Gòn sang Phnom Penh để mua sắm hàng hóa, để ăn hủ tiếu Nam Vang nữa, mà họ đi và về chỉ trong ngày. Nhưng khi đó là lúc thanh bình của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Đoàn xe vào thành phố Phnom Penh lúc 3 giờ 45 phút chiều, chạy vòng vèo qua các con phố. Tôi nhìn những con phố này không khác gì những con phố của Sài Gòn, với những vỉa hè đầy người đang bước dạo cạnh các hàng cây trồng trước các tiệm. Xe cộ chạy ngược xuôi hú còi inh ỏi. Tôi trông thấy một rạp chiếu bóng với vẻ bề ngoài giống hệt rạp casino gần chợ Bến Thành. Sau cùng, sẽ chảy vào một sân tráng xi măng thật rộng với các bờ tường váy xung quanh. Sẽ ngừng yên chỗ. Người Khmer mặc áo màu mỡ gà rá dấu tôi xuống xe. Tôi rời cabin xe, nhìn chung quanh, thấy khá nhiều những xe vận tải chở hàng đậu trong cái sân này. Người Khmer này rã dấu cho tôi đi đến một chiếc xe khác trong đoàn mà đang có ba người Khmer khác đứng gần đó. Ông Khmer này dừng lại bên họ, nói chuyện với những người này trong chốc lát, rồi một người còn trẻ trong số họ tách ra, ngoắt tôi đi theo y ra tuốt ngoài phía cổng của cái sân đậu xe này. Tôi nghĩ vậy là xong việc của họ, tôi phải làm gì đây? Nhưng ra ngoài cổng rồi mà người Khmer này vẫn chưa chịu quay trở vào. Y mỉm cười nhìn tôi, rồi yên lặng nhìn xuống ngược dòng xe hai bánh chạy trên đường như mong chờ ai đó. Bất chợt y ngoắt tay một chiếc xe Honda Dream lại gần chúng tôi. Y và người lái xe này trao đổi bằng tiếng Khmer, và sau đó chiếc xe Dream này chở hai chúng tôi chạy lòng vòng trên các con đường của thành phố Phnom Penh. Đây là xe ôm, xe ngừng lại cạnh một tòa nhà khá lớn. Hai chúng tôi xuống xe. Người Khmer trẻ tuổi này móc túi lấy tiền trả cho tay xe ôm, rồi sau đó ra dấu tôi đứng yên tại đó. Y đi thẳng vào trong tòa nhà này. Y vào trong 5 phút rồi 10 phút mà vẫn chưa thấy ra. Người lái xe ôm vẫn còn dừng xe tại chỗ. Y hỏi tôi vài câu Khmer, nhưng tôi lắc đầu khua tay tỏ ý không hiểu lời y nói. Tôi đi dạo vài bước thử nhìn vào trong tòa nhà này. Một hàng chữ Hotel Dipayon đắp nổi trên tường. Đây là một khách sạn. Người Khmer này vào đây làm gì vậy ta? Vẻ bề ngoài khách sạn này thật đẹp, với các bức tường ốp đá màu xanh lá cây, cửa kính màu phớt tím bóng lộn, nhưng trong suốt thấy rõ các nhân viên tiếp tân mặc đồng phục đang đứng trong quầy nói chuyện với nhau. Chùm đèn vàng lởn treo không cao lắm trên trần cùng các đèn chiếu sáng khác soi rõ các chậu cây kiện trang trí cùng các bức tranh thật đẹp trên tường. Có vài người đi ra, nhưng không phải là người Khmer trẻ tuổi đi cùng với tôi. Tôi quay nhìn phía khác. Bên kia đường là khu công viên nhỏ với các hàng cây được cắt tỉa đẹp đẽ. Vài người đi bộ lững thững trên các con đường nhỏ. Một kiến trúc khá lớn, hình tròn sơn màu vàng nằm cuối con đường cắt ngang công viên nhỏ này, chờ hai cơ quan chính quyền. Tôi không biết, nhưng trông khá là mắc. Tôi quay mặt trở lại nhìn vào trong khách sạn để kịp thấy người Khmer trẻ tuổi đi ra cùng với một người đàn ông khác đứng gần tôi. Hai người nói vài câu gì đó với nhau xong, người Khmer trẻ này giơ tay ra dấu từ biệt, rồi đi leo lên chiếc xe ôm đang chờ tại đó. Chiếc xe ôm chạy tức thì. Người đàn ông còn lại đi đến bên tôi, chìa tay ra bắt và nói: "Mình đi xuống bến tắc Cà Mau ngay bây giờ nghe." Rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Người đàn ông này như chợt nhớ điều gì lại nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi ăn uống cái đã rồi tỉnh." Ông ta cười nói tiếp: "Với lại chúng ta cũng chưa biết gì về nhau mà, phải không? Tôi là Danh Ngạnh, còn anh tên là gì vậy?" Tôi nói tên tôi và nhìn khuôn mặt ông. Danh Ngạnh chắc trên 40 tuổi, khuôn mặt khắc khổ đen sạm, nhưng ông có miệng cười rất tươi với hàm răng trắng còn khá tốt. Vừa nói, có một xe Honda ôm bỏ khách xuống ngay cửa khách sạn. Ông vội ngoắt chiếc xe này lại và sau đó tay lái xe chở chúng tôi đến một khu vực bán hàng ăn uống nằm không xa khách sạn Hotel Dipayon. Bây giờ đã chiều hẳn. Khu bán hàng ăn nhậu này rất rộng lớn và khá đông khách đến ăn bữa chiều hay nhậu nhẹt lái rai, y chang các khu vực bán hàng ăn bên Việt Nam. Hệ nước nào nghèo thì càng có nhiều tiệm bán hàng ăn uống. Tôi đã nghe một người nào đó nói như vậy trước đây, mà quả đúng vậy. Mở hàng bán đồ ăn, ngày nào rủi khách vắng thì gia đình chủ quán dùng ngay các món ăn bán ế ẩm thay cho bữa cơm trong ngày. Danh Ngành đưa tôi lên tầng 2 của một quán ở đây và chọn một bàn ẩn khuất sau bụi dừa kiển. Ngồi trên đây, mắt tôi lại trông thấy nóc tòa nhà lớn màu vàng, hình tròn khi nãy. Tôi hỏi Danh Ngạnh thì được ông cho biết đó là chợ Ô Say, một cái chợ lớn nhất nhì ở Phnom Penh, tương tự như chợ Bình Tây trong vùng chợ lớn Sài Gòn. Một người hầu gái mang thực đơn cho chúng tôi xem. Danh Ngạnh hỏi tôi muốn ăn thức ăn gì. Tôi ngỏ ý muốn ăn món hủ tiếu Nam Vang để thử coi món này ngay tại nơi gốc họ nấu ăn ra sao. Nhưng Danh Ngạnh xua tay nói, chọn món khác đi, hủ tiếu Nam Vang có gì lạ mà ăn. Tôi đành để Danh Ngạnh chọn món thôi. Y gọi các món lương ốc rồi gọi tiếp bia nữa, nhưng tôi nói không uống được bia. Danh Ngạnh hỏi về hành trình của tôi mà tay Khmer đã kể sơ cho y biết khi gặp trong khách sạn. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc xuống cá lớn ở Vàm Rầy, Hà Tiên, cho đến khi ghe xa vào tay hải tặc, rồi những ngày ở trên đảo Hoang và đảo Cô Tang, cho đến khi đi lang thang trên đường vì không đủ tiền vẽ. Tôi cũng kể cho Danh Ngành nghe chuyện gặp được ông lớn cùng Sa Rét, rồi được đoàn xe buôn Hino Isuzu trở về Nông Pinh, và số cùng là gặp y. Danh Ngành bảo tôi, anh có sức may mắn. Lúc đó thay vì gặp toàn lĩnh của Sa Rét mà là bọn lính Pol Pot thì chứ biết mạng anh ra sao. Nó bắn chết anh rồi, còn đâu mà đến đây bây giờ. Có khi chúng giết anh cũng không chừng bất cứ lúc nào trên đường đi. Ghê vậy, tôi có làm gì họ đâu. Chúng giết thì giết, tha thì tha, chẳng biết đâu mà lường. Có đứa rất thù ghét người Việt Nam, có đứa không. Ai xui thì gặp mấy thằng này, mà cũng do số phận cả thôi, chẳng biết đâu mà tránh. Khi nói câu này, khuôn mặt y trầm ngâm lộ vẻ buồn. Y hối tôi ăn uống cho mạnh vào để bù những ngày thiếu thốn vừa qua. Sau đó chúng tôi rời Quảng. Danh Ngạnh đón một xe ôm chở cả hai xuống bến tàu đò chạy tuyến đường sông Châu Đốc, Phnom Penh. Bến đò này có tên là Tắc Cà Mau, hay còn gọi là bến đò Cái Nhạn. Trời đã bắt đầu tối nhưng vẫn cho thấy rõ cảnh nhốn nhịp của bến tàu này. Cả chục chiếc ghe bầu cả lớn nằm sát cạnh bờ, người lên kẻ xuống lườm nước. Dọc sát bờ là các cửa hàng ăn uống viết bằng ba ngôn ngữ Khmer, Tàu, Việt. Tuy vậy, qua hình ảnh của bến tàu và tiếng rao của các người bán hàng rong, tiếng khu khuôn vác gọi nhau lên xuống hàng ở các chiếc ghe bầu, tôi có cảm tưởng đây là một bến đò nào đó bên quê nhà. Vì tiếng Việt người ta đang nói tại đây, anh hai, đi ngay bây giờ, hãy đi chuyến kế để em lo vé cho. Có vé tốc hành đây, lấy một hay hai vé hạ huynh. Danh Ngạnh lắc đầu im lặng, đi dọc theo cạnh bờ, mắt nhìn theo các ghe bầu này, rồi y dừng lại ở một chiếc, bảo tôi đứng tại chỗ chờ y. Danh Ngạnh đi theo tấm ván bắt thẳng từ bờ xuống dưới ghe. Nước sông đang lên, một mùi tanh của nước, của cá và buồn non theo gió bốc vào mũi tôi. Mùi bến ghe như bao bến ghe khác, không lẫn vào đâu được. Tôi nhìn về hướng Tây, số hôm đã xuất hiện trên bầu trời chập choạng. Có tiếng gọi tên tôi, nhìn lại, Danh Ngạnh đứng dưới chiếc ghe ngoắt tôi xuống, đi chậm chậm theo tấm ván. Mắt tôi trông thấy từng về bục bình, rác rưởi nổi bọc bình theo con nước sát cạnh ghe. Một phụ nữ từ phía sau Danh Ngạnh bước ra nhìn tôi hỏi, cậu này đấy hả? Để tôi lo cho, yên tâm. Đây là loại ghe bầu lớn chở hàng trên sông mà ta thường thấy ở các bến đò. Ghe này chia làm 3 tầng, tầng dưới cùng và tầng trên chất đầy hàng hóa của dân buôn, tầng giữa là nơi nghỉ ngơi của khách đi ghe. Bằng lối đi ngay chính giữa, người phụ nữ này dẫn tôi vào tầng giữa này. Hàng chục người nam nữ ngồi nằm bên các chiếc võng căng sắt cạnh nhau, mắt dán vào màn hình tivi lớn đang chiếu phim quyền thuật Hồng Kông. Đến một chiếc võng còn trống, người phụ nữ này nói, cậu nằm ở võng này nghe. Muốn đi vệ sinh thì ra đằng sau, cần gì cứ hỏi tôi đừng ngại, có mệt thì cứ nằm nghỉ đi. Danh ngành cho tôi biết gã sắp sửa rời bến. Người phụ nữ xong nhìn tôi, y nói tiếp: mọi chuyện chị ba sẽ lo cho anh. Sáng sớm mai anh sẽ đặt chân lên Châu Đốc, chúc anh thưởng lộ bình an. Tôi về đây. Y vỗ vai tôi từ biệt, đạo mắt nhìn những người trong giấc vọng, miễn cười tủm tỉm. Danh ngành nói nhỏ với tôi: Khuya thấy người ta làm gì thì đừng ngạc nhiên nghe cho nổi. Tôi đi cùng với Danh ngạnh và người phụ nữ Khmer được gọi là chị ba về phía mũi ghe, nơi có tấm ván bắc thẳng lên bờ. Người đàn ông Khmer không quen biết này quả tốt với tôi, y như những người Khmer khác đã gặp. Những câu chuyện về mối thù truyền kiếp giữa người Việt và người Khmer, cùng các hình ảnh đoàn người Khmer vũ khí lăm lăm trên tay, mắt trắng dạ mang rỡ đuổi bắt tàn sát người Việt trong quá khứ mà người ta gọi là cáp ruồng, đã ít nhiều tản biến trong tôi. Danh ngạnh dừng lại, đặt hai tay lên bờ vai tôi thân mật: Em ở đâu bên Việt Nam vậy? Cần Thơ. Tôi nói dối trước mặt hai người Khmer này. Mắt Danh ngạnh sáng lên: Cần Thơ? Chỗ nào vậy? Anh cũng từng sống ở Cần Thơ đó. Trời ơi, tại sao phải làm như vậy? Thói quen luôn giấu giếm, dối trá loanh quanh trong xã hội cộng sản đã lắm vào người tôi rồi. Nói dối cả những lúc không cần thiết. Mặt tôi đã đổi sắc, cầu mong là trời tối để Danh ngạnh và người phụ nữ Khmer sẽ không thấy sự thay đổi nơi mặt tôi, để biết tôi nói láo, và quả thật là vậy. Vì Danh ngành nói tiếp: Trước đây anh đã sống một thời gian gần bển Ninh Kiều đó em. Còn em ở đâu? Danh ngành nhắc lại: Ở đường Mậu Thân anh. Danh ngành nói tiếp: Trước khi bước chân lên bờ, chị ba đây sẽ lo cho em an toàn. Tôi nhìn theo bóng Danh ngành dừng khuất khỏi con đường sát cạnh bến đò. Trời tối, nhưng sinh hoạt của bến đò vẫn nhộn nhịp. Tiếng máy đò vang vang đây đó. Hệ chiếc ghe này xuất bến thì chiếc khác cập vào liền. Rồi tấm ván được kéo ra khỏi chiếc ghe bầu này. Tiếng máy nổ lớn hơn. Ghe từ từ chạy lui ra, xong trở đầu vòng lại, rồi bắt đầu chuyển Hải Hồ. Tôi sắp sửa rời xa Nông Pinh. Thật tiếc, phải chi có tiền bạc thì chắc tôi sẽ ở lại thành phố này để đi xem chùa tháp ra sao, hoặc đi thẳng về hướng Tây để làm một chuyến viếng thăm hai ngôi đền Angkor Wat và Angkor Thom nổi tiếng mà có người gọi là Đế Thiên, Đế Thích. Tôi đi ra phía sau ghe một khoảng trống khá rộng. Ngay sau buồng lại được dùng làm một gian bán hàng ăn uống. Nơi đó chị ba cùng một bà cũ người Khmer lui cui nấu các món ăn hoặc pha nước uống cho khách. Hỏi tôi uống cà phê nước ngọt gì hay uống gì không. Trên ghe có bán đủ cả. Ghe có cả nhà tắm, nhà vệ sinh cho khách buông nữa. Thấy sẵn nước, tôi vội vàng rửa rảy qua loa thân thể, rồi thấy bộ quần áo khác, xong quay ra giúp chị ba mang các ly cà phê hoặc đĩa thức ăn cho các khách buôn ngồi trong võng. Những người Khmer biết nói tiếng Việt mà tôi gặp đều bằng giọng người miền Nam, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôi chưa gặp người nào nói giọng miền Trung hoặc miền Bắc Việt Nam cả. Rảnh rỗi, chị ba cho biết tên chị là Thập Sa Thi, người gốc Trà Vinh. Chị hỏi tôi về quan hệ ra sao với Danh ngạnh. Tôi kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Chị nghe rồi nói: Lúc đầu ông xuống ghe nhờ tôi giúp cậu về Việt Nam an toàn. Tôi cứ nghĩ cậu là người trong đường dây làm ăn của ổng, rồi gặp chuyện rắc rối gì đó nên phải xuống ghe về Việt Nam gấp gáp như vậy. Ai ngờ chị Sa Thi này cũng cho biết danh ngành trước đây nằm trong nhóm đưa người vượt biên sang đất Thái, tổ chức đi lọt nhiều chuyện, nhưng trong chuyến đi lo cho vợ con và bản thân thì lại bị kẹt, bị bỏ rơi giữa đường do lật lọng gì đó, giữa bộ đội Việt Cộng và Khmer Đỏ, vì chia chác không điều. Vợ con của danh ngạnh mất tích trong rừng sâu, còn danh ngạnh thì bị bắt rồi đường dây tổ chức lo lót danh ngạnh ra tù. Người vượt biên những lúc sau này giảm bớt hơn, trước khi nhóm của danh ngạnh xoay qua bắt mối tiêu thụ hàng tàu Viện Duyên từ cảng Kompongsom về Thảo Nào. Danh ngạnh có vẻ buồn khi nghe câu chuyện kể, và vì từng chúng cảnh ngộ nên y đã sốt sắng giúp tôi. Gió số phần cả thôi, tôi nhớ lời của danh ngạnh đã nói hồi chiều tại quán ăn. Ghé cứ chạy êm ả như vậy, thỉnh thoảng kéo từng hồi còi dài khi gặp ghe chạy ngược chiều hoặc vượt qua ghe khác. Những khúc sông gần thị tử, tôi có thể thấy phổ xà cùng xác cổ chạy gần bờ. Trời dần về khuya, thấy bớt việc, tôi quay về võng của mình, nằm đứng đưa trên võng. Tôi quan sát những người xung quanh mình trong ánh sáng lờ mờ của màn hình tivi. Đàn ông đàn bà nằm ngồi xen kẽ đến các võng sắt cạnh nhau, xem tivi cạnh đang chiếu một bộ phim ma Hồng Kông. Vừa xem, họ vừa nói chuyện với nhau về công việc làm ăn hoặc về những đoạn phim đang chiếu. Gió trên sông thổi vào ghe thoáng mát, không hề có tiếng mùi vo ve trên ghe này. Không xem phim nữa, tôi đổi chiều nằm trên võng suy nghĩ về Phương. Bây giờ ra sao? Không biết khi tàu hải quân của Som Samak ghé đảo Hoang, hai người tài công ở đó chịu ra về hay là tiếp tục trốn ở lại. Tôi nghĩ về Dũng, thằng Minh và Khánh Tấn. Họ ở đâu trong lúc này? Được vài ngày rồi thì chắc họ đã về tới Việt Nam. Mong là vậy. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Ngủ ngon như vậy, không biết được bao lâu thì tôi chợt thức. Xung quanh bây giờ im vắng cách lạ thường. Tai tôi nghe những tiếng rên rỉ từ phim trên màn hình. Tôi chồm dậy, đỉnh bụng rời võng để ra phía sau ghe đi tiểu. Những chiếc võng cạnh tôi bây giờ trống trơn. Những người khách này đi đâu cả rồi? Ghé chưa tới Châu Đốc mà. Tiếng phụ nữ từ màn hình rên rỉ tiếp. Tôi quay đầu nhìn, tivi đang chiếu một cảnh cực lạc có nhà nghèo, và trong ánh sáng lờ mờ từng cặp đôi người ôm nhau trên mặt sàn ghe ngay dưới các võng của họ. Không ai trong số họ còn xem phim hoặc để ý xung quanh nữa. Tôi đã hiểu lời nói nhỏ của danh ngạnh lúc chập tội khi chia tay. Những khách thương hồ này cũng đang tự mình đóng phim với nhau. Người ta thường nói câu đi buôn có bạn, đi bán có phường, để chỉ sự đồng cam cộng khổ với nhau trong việc buôn bán. Những khách thương hồ này chắc chắn không phải là vợ chồng của nhau, chỉ là bạn bè cùng nghề thôi. Nhưng việc họ đang làm bây giờ khác gì vợ chồng. Tôi mới hiểu tại sao dân đi buôn hàng biên giới dễ kiếm tiền mà cũng dễ thay lòng đổi dạ. Chiếc ghe bầu này cứ êm ả chạy trong đêm tối như vậy, không dám rời võng. Nằm yên, tôi cố dỗ giấc ngủ, nhưng thực sự thật khó cho đến khi phim chậm dứt khá lâu rồi, mà những tiếng động, tiếng cười nho nhỏ của những người nào đó vẫn tiếp diễn cho đến khi đèn trong tầng này đột ngột bật sáng lên, thì sinh hoạt mới trở lại bình thường y chang như không cảnh trong một rạp chiếu bóng. Tôi kín đáo nhìn những khách buôn bán này. Họ đang vuốt lại áo quần, vén lại tóc tai và đang ngồi hoặc nằm đắm đưa trên vọng họ. Ai cũng có vẻ mặt tỉnh queo, làm như không hề có các chuyện vừa xảy ra. Bây giờ tôi mới dám rời vọng để đi ra phía sau ghe. Khi quay vào, tôi gặp chị Sa Thi đang lôi côi sắp xếp lại các ly tách chén bát trong gian hàng trên ghe. Thấy tôi, chị Sa Thi ngoắt tay. Tôi dừng lại, chị nói nhỏ: "Bé sắp đến trạm kiểm soát hỗn hợp, nhưng trước khi đến trạm thì ghe sẽ dừng để cho khách xuống và rước thêm các khách mới. Em sẽ phải xuống ngay tại bến này, vì nếu đi tiếp thì khi đến trạm kiểm soát công an Khmer và Việt Nam sẽ biết em không phải là khách buôn và họ có thể giữ em lại." Trời ơi, phải rời cái này rồi em đi đâu tiếp? Tôi lo lắng hỏi chị: "Đừng sợ em trai, mọi chuyện chị sẽ lo cho em. Em sẽ đặt chân lên Châu Đốc ngay sáng sớm nay cho xem. Tối ngủ ngon hả em? Uống cà phê sữa đã nha. Cứ ngồi yên, khi nào chị nói em xuống thì mới xuống ghe." Đúng như chị Sa Thi nói, khoảng tiếng đồng hồ sau thì ghe bầu này chạy chậm lại, rồi một số khách lên hoặc xuống ghe. Có tiếng rao ai đổi tiền Việt sang tiền Khmer hoặc ngược lại. Tôi còn duy nhất trong người là tiền 100 riêu màu đỏ, dự làm kỷ niệm thôi, chứ tờ bạc này giá trị quá nhỏ. Rồi chị Sa Thi ở đâu đi lại vậy tôi? Tôi theo chị đi xuống khỏi chiếc ghe bầu này. Đây là một cái bến đò nhỏ, các chiếc ghe chở hành khách nhỏ đang chờ khách sang bên kia bờ. Chiếc nào cũng có cái đèn bão treo lụp lặng dưới mái ghe. Đến một chiếc ghe gần nhất, chị nói: "Em theo ghe này qua bên kia bờ, lên bờ rồi hễ có xe ôm nào về bến Cồn Tiên thì leo lên ghe. Khi đến bến Cồn Tiên rồi ngồi chờ, khi nào có chẹt thì đón chẹt đó ngay. Qua khỏi cồn thì là Châu Đốc đó, đón xe chành hay Honda ôm thì tùy ý em. Bảo họ chở em đến xe đò tốc hành về Cần Thơ. Đây, chị gửi em ít tiền, em xuống ghe nha. Chúc em về nhà bình an." Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần 10 tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.